Phúc Khang xin kính chào cô chú anh chị và các bạn đang xem trên kênh Phúc Khang ẩm thực. Thì hôm nay Phúc Khang sẽ làm một cái video nghệ sĩ Ngân Tấn kể gì về nghệ sĩ Vũ Linh, những cái bí mật của nghệ sĩ Vũ Linh chưa từng ai biết, mà cô chú anh chị và các bạn nghe nghệ sĩ Ngân Tuấn. Cái chuyện này là chỉ có Ngân Tuấn và một người chị, đó là chị Linh, chị đó là bà xã của anh Dương Linh biết thôi. Là khi anh Quế, tức là anh nghệ sĩ Thanh Giang bầu Quế, trước khi mất, chuyện này Ngân Tuấn xin phép được kể ra để biết được cái tấm lòng của anh như thế nào. Trước khi mất, anh ba Quế, anh không cần gia đình lo gì, anh lại nói với Nam Vũ Linh, khi Nam Vũ Linh vô thăm anh, đã nói anh ơi, anh không muốn gia đình lo cho anh bất cứ chuyện gì, anh muốn em lo cho anh một yên mà đẹp. Thì anh Nam hứa liền, em hứa cho anh, em sẽ lo cho anh một yên mà đẹp, anh cứ yên tâm nhẹ nhàng ra đi. Là anh ba Quế, anh nhẹ nhàng nhắm mắt ra đi liền. Và đúng như lời hứa, khi anh ba Quế mất, là anh Nam Vũ Linh điện cho chị Linh và Ngân Tuấn: ô, bất cứ giá gì phải lo cho anh ba chu toàn từ A đến Z. Và nên nhớ, anh ba lúc sống đương thời thì anh rất phái, anh rất đẹp, anh trọn vẹn, anh muốn xinh đẹp và anh muốn giống như là chỉ diễn là phải hoành tráng, là năm đáp ứng hết từ nhà hoàng, từ bất cứ chuyện gì là mộ mà đó anh lo hết từ anh xem gia đình không nhúng vô được. Và đó là anh năm, anh đang được Ngân Tuấn và Linh nhớ lo chu toàn. Còn anh có việc nhiều lắm, em chỉ cần điện là anh lo hết. Nào, còn điều thứ hai nữa, đó là Chiêu Hùng, một người tri kỷ của Ngân Tuấn, đã đến nói chuyện với anh Năm trong tình thương anh em nhau. Khi mà con của Chiêu Hùng, con gái Chiêu Hùng bị đau tim, bé chẳng may là bị đau tim mất sớm. Lúc đó Chiêu Hùng cũng hơi khó khăn, lời nói với anh Năm: anh Năm, em bị con em buồn quá vậy đó, anh Năm ơi, thôi anh sẽ lo cho tất cả cho con em, chứ tình thương anh em với nhau là anh Năm là người lo chu đáo từ anh xếp cho con của Chiêu Hùng đó. Rồi anh Năm bây giờ là nói chuyện buồn, bây giờ nói chuyện vui. Anh Nam Vũ Linh á, là rất hiểu anh em, tánh tình đứa em đứa nào không hiểu phải nhiều hiểu ngoài đời đâu, hiểu sân khấu, khả năng của em nào đứa nào, sở trường sao, sở đoạn sao, nhân vật gì đều hợp với nhau hết. Khi mà anh giống anh có con mắt giống như là đạo diễn vậy, anh chấm ai ra gì là chính xác nhau. Cho nên là sở trường ai ai là anh biết hết. Anh đã từng cho Ngân Tuấn, chọn Ngân Tuấn, tại vì anh là đầu tàu, anh là kép chánh. Và khi mà tác giả đưa kịch bản, trưởng đoàn đưa kịch bản là phải đưa cho anh thông qua. Rồi anh giống như là ở ý kiến, nhân vật đó em chọn ai, ai hợp với nhân vật này, anh sẽ ý kiến. Thì giống như những cái bạn anh chọn, anh Ngân Tuấn được hai nhân vật mà anh ta chọn, đó là Tuồng Giang Sang Mỹ Nhân. Trong đoàn không ai ngờ Ngân Tuấn hát được Gia Lão Giang Ngũ Tư đó. Rồi một Tuồng nữa, mà Tuồng đó là Ngân Tuấn cũng nhớ hoài luôn. Tuồng đầu tiên là Xã Hội Cải Lương chỉ có 4 nhân vật thôi, Hội Diễn Mùa Thu, nhân vật mà toàn là đàn anh đàn chị Ngân Tuấn, anh Nam Vũ Linh, Linh Tâm và chị Phương Thị.
đó là tuồng cải lương Cô Đào Hát. Cái giai dân hạng là giai kép hát, ảnh chính ảnh là người chọn Ngân Tuấn vào giai đó. Ảnh nói cái cách Ngân Tuấn diễn này nó thế nào nhân vật đó là hạp với em. Ảnh chỉ là vào cái lúc mà ghen tuông đồ nói này nó nọ đó là Ngân Tuấn hạp với nó. Và chính vì vậy nhà hát Trần Văn Trang đã mời Ngân Tuấn về cộng tác và diễn cái giai dân hạng đó. Chàng Ngân Tuấn đã được khán giả yêu thương và mến mộ, là nhớ nhân vật dân hạng trong Cô Đào Hát là nhờ anh Năm. Và Ngũ Tử Tư, anh Năm đã dạy cho Ngân Tuấn những từng động tác, những lời thoại, những cách về gần giọng sao cho ra cái nhân vật Ngũ Tư quay phong lẫm liệt mà già hơn cái tuổi Ngân Tuấn. Ảnh là người dạy Ngân Tuấn cái đó. Và ảnh cũng không phải là người giống như là ủy quyền mà độc tài, là giống như là diễn là theo ảnh nha. Em cứ diễn thoải mái. Thì cho nên em cũng cảm ơn anh Nam rất nhiều đã thích cái giai của em. Đó là niềm hạnh diện của em, một niềm hạnh phúc nhất của em rồi. Anh Nam đã thương em mà yêu mến cái giai đó. Thì còn gì bằng, đúng không các bạn? Một người đàn anh, một người đàn thầy mà thích mình vậy, mình còn gì bằng. Và còn đó là nghề, còn nói về ngoài đời, anh giống như là một người anh, một người cha, nhớ kỷ niệm hoài à. Anh đó, em hút quá, anh biết tính mọi người đó. Ai biết hết, Thổi Mỹ sao, Thanh Đa Tâm sao, Tài Linh sao, Chư Hùng sao, Trọng Nghĩa sao, Chí Linh sao, anh biết hết. Và chẳng những biết tính mọi người hát sao, mà biết tính ngoài đời, ai ăn gì, thích gì anh biết hết á. Mà anh nha, đặc biệt cái này thú thật nha, anh nấu ăn giỏi lắm. Anh Nam nấu ăn giỏi lắm. Khi mà anh nói, Tuấn ơi, Hùng ơi, Trọng Nghĩa ơi, hôm nay anh muốn gặp em, lên chơi á, lên liền. Và khi lên là anh bày sẵn đồ ăn, anh vô tận bếp, anh nấu luôn. Anh biết Ngân Tuấn, Ngân Tuấn nó thích cánh gà chiên nhân bánh. Chiêu Hùng thích gì? Chiêu Hùng thích gỏi càng cua, cá mồi, hột vịt. Trọng Nghĩa thích gì? Trọng Nghĩa thích lẩu Thái Lan. Anh xuống bếp anh làm hết. Anh làm được không? Làm bài đã sẵn rồi, lên là có đầy đủ. Dọn lên là anh em tâm sự với nhau. Mẹ phải ăn hết, cái này là chính anh làm nấu cho mẹ. Mà rất là ngon các bạn. Nhớ hoài luôn, anh em nhớ hoài. Và có một lần nữa, có một lần kỷ niệm này, em không bao giờ quên được lắm. Đó là em và Chiêu Hùng ngồi chơi với anh trên nhà, cái phòng đó, cái phòng kỷ niệm trên nhà của anh Năm. Cái phòng anh em đã tâm sự biết bao nhiêu thời gian, đã biết bao nhiêu kỷ niệm. Thì em và Chiêu Hùng bữa đó lên thăm anh Năm rồi, hai anh em tâm sự ngồi nhậu. Anh Năm thì anh không có uống nhiều đâu các bạn. Anh Nam nói vậy ngon à, nhưng mà anh nói chuyện đồ cho anh em hiểu, rồi kể chuyện đời, chuyện nghề, chuyện nọ, anh em rất thích. Kể những lúc kể là đóng màn lại nói chuyện, kể là người lon, anh Nam khoảng 5-6 lon à. Nhưng mà anh nói chuyện là lon, anh nói là người ta tiếng hồ, kể chuyện. Kể chuyện là khi mở ra đó là 6 sáng. Đó, vui lắm. Nhớ hoài lúc đó, ảnh ngày sáng mai đi hát, mà ảnh dẫn mời Hùng Tuấn Nghĩa lên chơi. Thì lúc đó là chơi xong là Trọng Nghĩa về, chỉ còn Chiêu Hùng Ngân Tuấn. Mà Chiêu Hùng rất buồn ngủ, lên ngủ, lên lòng ngủ, còn mình Ngân Tuấn và anh Năm tâm sự cho đến 6 sáng luôn. Là đầu ảnh tắm xong đi quay, ảnh quay buổi trưa. Đầu Chiêu Hùng thức dậy là Ngân Tuấn tắm rửa xong đi lên lầu. Chiêu Hùng nói tưng, trời ơi, khi mình lên lầu cái tủ anh áo vét quá trời luôn, đó đồ vét là cả trăm bộ luôn.
anh Đăng Vũ Linh á, cả trăm bộ mà bộ nào cũng đẹp hết. Mà cả nhà biết không, ảnh là ảnh quay những áo vest nào quay một lần xong là ảnh máng lên, ảnh không còn mặc nữa. Quay một lần xong là máng lên, quay không mặc. Tù này là ảnh biết bao nhiêu tù, ảnh là không giờ ảnh không giờ nhớ ảnh về được bao nhiêu tù nữa. À, là quả áo vest quá trời luôn. Cái chiều hôm đó, bây giờ tao mày xin làm. Mà lúc đó mình độc độc thân mà lúc đó còn khó khăn, chưa có bộ đồ nào đẹp hết. Tao mày xin ảnh mấy bộ về đi hết. Nhưng mày điện đi, mày điện năm đi. Mày xin đi, mày điện đi. Cái đầu chiều hôm điện, chiều hôm điện, anh Năm ơi, bây giờ đồ ảnh nhiều quá, cho em một đêm năm. Cho em mày, em với Ngân Tuấn vài bộ đi. À, về em đi hát. Đồ anh đẹp quá mà anh máng hoài vậy nó cũ đủ. Anh không? Tụi bay lên nhậu mà còn xin đồ nữa. Vậy là anh nói thôi, mấy em thích mấy em lựa đồ nào vừa mấy em mặc đi. Anh tặng á. Rồi chiều hùng 5 bộ, Ngân Tuấn 5 bộ. Ngân Tuấn 5 bộ đẹp không, chiều hùng 5 bộ lấy đi về mặc đi hát luôn các bạn. Bây giờ vẫn còn giữ bộ hay bộ kỷ niệm vẫn còn. Mặc đi hát rất là đẹp luôn. Năm gì đó, anh sống cách gì đó. Cho nên là chạy nên tại sao anh em đồng nghiệp ai cũng thương bằng trái tim chứ không phải là ai cũng nghĩ là lúc đó Ngân Tuấn thật không. Ngân Tuấn thương anh đồng hiểu lên còn hơn là anh chồng của mình. Tại vì anh sống rất tình cảm cả nhà ơi. Cho nên là nhiều lúc những nghệ sĩ bằng xúc cảm ấy, người ta hát rồi người ta khóc, người ta có thể là xỉu luôn là sự thật chứ không phải là diễn đâu. Cho nên nhiều người không hiểu bằng cái tình cảm chân thật bằng trái tim với nhau. Cho nên cả nhà phải hiểu cái chuyện đó. Anh Năm á, còn nhiều chuyện lắm, nhiều chuyện mình muốn kể lắm. Mà ảnh thì ảnh rất thương em Út. Mà khi đúng là ông hoàng cả lương thiệt, khi lúc ảnh sống thì biết bao nhiêu người thương yêu. Nhưng khi ảnh mất rồi, ảnh mới hiểu được còn biết bao nhiêu người thương yêu và chưa gặp được ảnh ở ngoài đời. Cả triệu người, có hơn cả triệu người chưa nhiễm phúc một lần gặp được ảnh ngoài đời. Cho nên khi ảnh nằm xuống rồi, cái tình cảm thân thương của tất cả những khán giả mến mộ ảnh, thì anh em nghệ sĩ mới thấy được cái giá trị của ảnh. Và tất cả bộ môn cải lương nói chung và bộ môn cải lương hồ quảng nói riêng mới thấy được cái giá trị của người nghệ sĩ như thế nào. Cái tình thương của khán giả đối với nghệ sĩ như thế nào. Có thể nói là anh Năm là một người rất là đặc biệt. Đúng mà anh sống thì ai cũng tôn ảnh giống như là một người con ruột của tổ mình. Con ruột của tổ, anh là giống là con ruột tổ. Cái gia anh quá lớn, ông tổ thương anh quá nhiều. Anh cầu gì là được cái đó với các bạn. Ai mà cần gì là anh, cần xin tổ gì là anh, lời anh nói là ok, dứt cỏ liền. Cái gia anh quá lớn. Anh á, không phải là người lớn con. Anh rất nghi nho. Nhưng mà khi bước ra sân khấu các bạn, anh hát không bao giờ thấy anh nhỏ. Anh rất là lớn, bộ tịch tỉnh này nọ. Và cái giọng cười của anh các bạn, cái giọng cười của anh mà Ngân Tuấn phục, rất là bái phục. Anh nhỏ con anh cười sáng sảng, sẵn sàng còn hơn những người lớn con. Ngân Tuấn học hoài mà học cũng muốn tới. Anh cười sáng sảng, sẵn sàng. Cái giọng của anh rất là ăn điện, rất là lớn, dáng sân khấu. Cho nên anh cười một cái thôi là thấy anh giống như là lớn con, bự con. Anh hát từ hải rồi ngu sai, anh cười khá, rất là xuất sắc.
mà anh Năm thì anh hát rất có ý, cái ý anh nhiều hay lắm. Nó là trời sao mà anh không tổ là anh tổ cái gian anh lớn mà anh suy nghĩ ra những cái tích tắc của nó là người nhiều cái sĩ khác không có suy nghĩ ra được. Có nhiều cái đoạn ngâm đứng mà có phải học vô coi cái nhà thấy anh gì một cái đoạn thôi ngâm đứng nhớ hoài những việc trong cái tình yêu và tương cướp giống như là thương thương á, người nghệ sĩ diễn nhớ về mẹ lắm lặng buồn nhớ mẹ thì anh đeo cái sợi dây chuyền có hình của mẹ anh trong đây thì thương thương như nghệ sĩ khác khi diễn nhớ về mẹ sẽ nhìn xuống đưa lên diễn nhớ mẹ anh thì diễn khác anh không diễn vậy anh ngồi xuống giống như anh ngồi xuống diễn rồi anh ngồi xuống anh buồn anh khung xuống vậy nè coi thì cái sợi dây chuyền nó hồng xuống nó lắc lại cái mặt lắc qua lắc lại diễn mặt lắc lắc qua lắc anh động tác nhẹ thôi lắc qua lắc lại đó anh diễn giống như xin hơi điện ảnh vậy ấy lên rồi diễn nhớ về mẹ mà các bạn biết không anh Nam Vũ Linh có một cái đặc biệt là nghệ sĩ cả lương tính có hai con anh khóc vào một cái nước mắt của anh ấy. Anh ăn gian được sao mà hay quá trời hoặc là anh ăn gian được anh đèn anh khóc xong mà khi anh không xuống gì là nó bớt áo xuống được là khán giả thấy là người ta phải khóc theo anh khóc nước mắt anh lương tròn lòng sao mà anh cắn sao mà nước mắt bắt đầu đầy đó cái đó đi xuống đó quá kỹ thuật quá hay cho nên là nó tướng phải học mấy cái đó và nó tướng kể đây hay để cho những thế hệ sau này biết được học hỏi thêm những cái kỹ thuật gì. Còn Ngân Tuấn thì học ảnh hoài luôn cái nghề hoài luôn mà ảnh mình học được khi mà đi diễn chung đó học những cái tích tắc đó mình để sau này mình diễn tôi năm lắm còn nhiều kỷ niệm lắm còn nhiều kỷ niệm lắm hôm nào sẽ kể nhiều hơn nữa. Thì video của Phúc Khang đến đây xin kết thúc. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên cho Phúc Khang xin một like, một đăng ký kênh, chia sẻ nha cô chú anh chị.